Chào các bạn, đây là một cái ca sụp mí mắt bẩm sinh. Thì hôm nay bác sĩ Dũng ở bệnh viện Nam Cát sẽ làm theo cái phương pháp là mình dùng cái cân của cái cơ thái dương, cân cơ thái dương để mình sử dụng cái cân đó để mình kéo cái sụi mi lên cái cơ nâng mạch, như là cơ cơ thẳng trán, để cho bệnh nhân có thể mở mắt ra được, để nâng được cái cung mày, để bệnh nhân mở rộng cái tầm nhìn ở bên mắt bên trái. Thì đây là cái quá trình lấy cơ nâng huy, và sau đó khi có kết quả của cái này, các bạn sẽ thấy cái kết quả khá tốt khi mà mình sử dụng cái phương pháp này. Rồi em thì nhắm mắt lại, rồi em cố gắng mở ra hết mức, nhìn lên trên nha. Rồi nhắm lại, rồi nhìn lên trên lần nữa. Rồi, ok. Đây là hình ảnh của mắt của bạn sau khi mình dùng phương pháp kéo sụn mi lên cơ thẳng trán. Rồi em nhắm lại. Rồi em nhìn lên đây coi, thẳng trên. Rồi cái này hiện tại bây giờ cái cơ trán nó còn hơi do bị đờ tê. Nhưng khi bạn đã hoàn toàn hết tê thì cái cơ trán nó lên rất mạnh, giống như cung mày bên này. Em nhìn lại. Rồi cung mày bên kia nó sẽ nâng đúng như này, và cái mắt của bạn nó sẽ được cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại đã khi mà còn đờ tê mà mắt của bạn đã mở gần bằng với bên này rồi. Rồi rất tốt, rồi, cảm ơn em.